lật lại hồ sơ để thấy Nguyễn Đức Chung là người như thế nào. Chung xuất thân là cảnh sát điều tra các vụ trọng án. Do được đào tạo và kinh qua môi trường khắc nghiệt này mà Chung được cho là có bản lĩnh. Về bản tính mà nói, Chung cũng là tay ăn nói được nên biết lấy lòng cấp trên. Do là dân đánh án trực tiếp lâu năm nên Chung khá giỏi nghiệp vụ săn bắt cướp và khiến cho nhiều cấp dưới nể phục. Anh ta cũng là kẻ giao du nên có mối quan hệ rộng rãi và có nhiều đàn em. Đấy cũng chính là lý do khiến cho Chung được ủng hộ mạnh mẽ và có bước thăng tiến sự nghiệp như diều gặp gió. Tháng 12 năm 2010, Chung được đề bạt làm phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Chưa đầy 2 năm sau, tức là tháng 9 năm 2012, Chung được ngồi vào ghế giám đốc công an thành phố Hà Nội do người tiền nhiệm Nguyễn Đức Nhanh về hưu. Hơn 3 năm sau, tức là tháng 12 năm 2015, Chung nhảy tót lên chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay thế Nguyễn Thế Thảo. Điều kỳ diệu nhất mà Chung làm được là nhảy một phát hai bậc từ giám đốc công an thành phố Hà Nội lên thẳng chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Điều này đã khiến cho những phó chủ tịch của Hà Nội lúc bấy giờ là Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu cảm thấy hết sức nhục nhã và cay cú. Bởi vì Chung đang từ cấp dưới của những người này, thế mà chỉ qua một cuộc bỏ phiếu vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, Chung bỗng chốc trở thành cấp trên của họ. Những cú nhảy vọt như thế này quả là rất hiếm khi xảy ra trong lịch sử của quan chức Việt Nam. Để có cú nhảy vọt như thế, Chung đã được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cấp dưới, chấp thời cơ cực nhanh và chi mạnh tay cho cấp trên. Để chuẩn bị cho việc lên làm chủ tịch, Chung đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Cụ thể là ông ta đã thực hiện việc đưa tên tuổi của mình lên như một người hùng qua các vụ giải cứu con tin. Vụ thứ nhất là ngày 22 tháng 11 năm 2013, Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải cứu một cháu bé hơn một tháng tuổi bị chính cha đẻ của mình bắt cóc. Vụ thứ hai, Chung đến giải cứu ba con tin bị khống chế tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Trong cả hai vụ này, các nhân viên dưới quyền của Chung đều đã giải quyết xong hết mọi chuyện, nhưng Chung đã vẽ ra kịch bản rằng kẻ bắt giữ con tin đòi gặp Chung. Sau đó Chung đến và mọi chuyện kết thúc êm đẹp khi kẻ bắt cóc con tin chịu ra đầu hàng và phóng thích con tin vô điều kiện. Sau đó Chung đã được báo chí và dư luận coi là người hùng. Đây là bước xây dựng danh tiếng khá tốt để Chung bước lên các nấc thang chính trị sau này. Cuối năm 2015 là thời điểm cuộc đua vào vị trí tứ trụ bước vào hồi quyết định trước khi bước vào đại hội đảng lần thứ 12 nhằm bầu ra chức danh lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2016. Đúng lúc ấy, Hà Nội để xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Đó là chính quyền thành phố Hà Nội, đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đột ngột cho thay hàng ngàn cây xanh bằng các loại cây mới chưa ra tán. Sau đó một làn sóng phản đối mạnh mẽ diễn ra trong dư luận và báo chí, khiến cho uy tín của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, một ứng viên cho chức tổng bí thư khi ấy, rớt xuống thê thảm. Lại thêm vụ tòa nhà 8B phố Lê Trực bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ trích công khai vì cho xây dựng quá cao so với quần thể Lăng Hồ Chí Minh. Do hai vụ việc này mà ông Phạm Quang Nghị chính thức rớt đài dù đại hội đảng 12 chưa diễn ra. Vì bị loại, Phạm Quang Nghị đã trút cơn bực tức vào cấp dưới chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là Nguyễn Thế Thảo. Biết được tình hình, công an thành phố Hà Nội lúc bấy giờ với các bộ sậu thân cận của Nguyễn Đức Chung đã nhất tề chạy chức cho ông ta lên chủ tịch. Chỉ ngay trong một đêm, các tay chân của Chung đã gom đủ 30 triệu đô la. Chung cầm trực tiếp đưa đến nhà cho Phạm Quang Nghị để Nghị yên tâm về hưu với khoản tiền dưỡng già này. Sau đó, điều dễ hiểu đã xảy ra khi Nguyễn Thế Thảo chính thức về hưu. Còn Nguyễn Đức Chung đã nhảy vọt hai cấp để trở thành người kế nhiệm Thảo. Lửa cháy thành đại la, công ty vợ Chung chủ tịch hỗ trợ Nhật Cường thắng thầu ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Nhà thầu liên danh công ty Nhật Cường Đông Kinh thắng gói thầu gần 43 tỷ đồng của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội nhờ trước đó đã có một hợp đồng tương tự với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa số 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội do bà Nguyễn Thị Cúc Chi Hoa làm giám đốc. Ở bài viết trước, ban biên tập đã thông tin về việc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được đồng ý thực hiện thí điểm gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, trùng hợp với gói thầu Sở Kế hoạch Đầu tư đang tiến hành thủ tục đấu thầu rộng rãi. Sở này từng thông báo đấu thầu rộng rãi nhưng đã tạm dừng để sau đó liên danh với Nhật Cường, Đông Kinh thắng thầu gói thầu trị giá gần 43 tỷ đồng. Vì sao liên danh Nhật Cường, Đông Kinh thắng thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội? Sau khi đã thông báo đấu thầu rộng rãi rồi tạm dừng,
Cuối năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu, nhưng bổ sung thêm yêu cầu về giải pháp tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa tài liệu đã được thực hiện thí điểm thời gian qua. Theo thông tin Dân Việt có được, một trong những tiêu chuẩn được bổ sung là nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. Cụ thể, từ điều kiện có tối thiểu một hợp đồng có giá trị từ 35 tỷ đồng trở lên hoặc hai hợp đồng 20 tỷ mà nhà thầu hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính trong 3 năm gần đây, được chuyển thành điều kiện một hợp đồng có giá trị 35 tỷ đồng trở lên. Trong hợp đồng của nhà thầu Liên Xanh Nhật Cường, Đông Kinh có một hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện. Đó là hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Hợp đồng được ký giữa công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa chủ đầu tư với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường ngày 28 tháng 12 năm 2018, gần một năm trước ngày Sở Kế hoạch Đầu tư mở gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng là hơn 40,6 tỷ đồng. Bùi Quang Huy đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường ký hợp đồng, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, giám đốc công ty đại diện ký hợp đồng. Tháng 11 năm 2015, hai bên có biên bản nghiệm thu xác nhận công ty Nhật Cường đã hoàn thành 85% khối lượng công việc của hợp đồng, một tháng trước thời điểm mở gói thầu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Với hợp đồng tương tự kể trên, Liên Danh Nhật Cường Đông Kinh đã thắng thầu và ký hợp đồng thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với Sở Kế hoạch Đầu tư vào ngày 26 tháng 12 năm 2016. Được biết, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có địa chỉ đăng ký thường trú tại 88 tổ 6B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Được biết, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, người đã tử vong do rơi từ tầng 27 chiều ngày 15 tháng 8 năm 2019, là người đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư ký hợp đồng với Liên Danh Công ty Nhật Cường, Công ty Đông Kinh. Liên quan đến gói thầu này, ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cùng Lê Duy Tuấn, giám đốc công ty đầu tư và phát triển Đông Kinh đã bị khởi tố, bắt giam vì tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Đức Chung đang giữ Bùi Quang Huy ở đâu? Tuy bên ngoài Nguyễn Đức Chung vẫn làm việc bình thường, nhưng bên trong ông ta đang phải tìm cách né đòn của ông Trọng và chống đỡ ông Phúc một cách vất vả. Hiện nay, Nguyễn Phú Trọng đang xây dựng lộ trình để hạ Nguyễn Đức Chung, giống như ông ta đã làm với Đinh La Thăng. Với Đinh La Thăng, ông Trọng bắt đầu đánh Trịnh Xuân Thanh, làm Thanh chạy trốn sang Đức, rồi sau đó, ông Trọng nhờ Tô Lâm sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về để quy án, và từ đó mới tóm được Đinh La Thăng. Với Nguyễn Đức Chung cũng vậy, ông Trọng cho khui vụ Nhật Cường Mobile, làm cho Bùi Quang Huy bỏ trốn. Và hiện nay Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm truy tìm Bùi Quang Huy về để quy án. Sự việc đang được Nguyễn Phú Trọng làm lại y hệt như vụ đánh Đinh La Thăng. Câu hỏi đặt ra cho Nguyễn Phú Trọng là giờ đây Bùi Quang Huy đang trốn ở đâu? Nguyễn Phú Trọng đang chia lực lượng ra làm hai ngả để truy lùng Bùi Quang Huy. Ngả thứ nhất lần theo dấu vết khả nghi nhất mà Bùi Quang Huy có thể trốn ở nước ngoài, và sau đó lập đội bắt cóc chuyên nghiệp hành sự. Đội thứ nhì là theo dõi các nơi khả nghi mà Nguyễn Đức Chung có thể che giấu Bùi Quang Huy. Với hai đội hình như vậy, không biết Bùi Quang Huy chạy trốn đường nào. Nếu không bắt được Bùi Quang Huy thì có thể nói Nguyễn Đức Chung sẽ ngày một mạnh hơn và rất có thể vào được Bộ Chính trị năm 2021 này. Nói về việc theo dõi những quan chức bao che cho tội phạm kinh tế, ông Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên là do chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội vào cuộc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số nơi, một số ban, bộ, ngành còn chưa quan tâm, chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật. Theo đánh giá của những người có chuyên môn thì có đến 80% Bùi Quang Huy đang sống ở Hà Nội trong tầm kiểm soát của Nguyễn Đức Chung. Bởi vì theo những người am hiểu về con người ông chủ tịch này thì Nguyễn Đức Chung không bao giờ làm gì mà cảm thấy không an toàn. Nếu Bùi Quang Huy thoát đi nước ngoài, Nguyễn Đức Chung sẽ mất kiểm soát anh ta, và điều đó có nghĩa là Nguyễn Đức Chung buông cho số phận. Thực ra mọi người nói thế cũng có phần có lý, vì một con người như Nguyễn Đức Chung không bao giờ để tử huyệt của mình văng ra khỏi tầm kiểm soát.
Rất có thể Nguyễn Đức Chung giấu Bùi Quang Huy ở đâu đó, ngay tại Hà Nội. Vụ Nhật Cường Mobile sẽ bắt cán bộ nào? Bài viết được đăng trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại cuộc họp này, thường trực Ban chỉ đạo thống nhất bổ sung Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đây là vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, các sở ngành liên quan nhiều nhất đến Nhật Cường là Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Thông tin Truyền thông với những gói thầu vài chục tỷ đồng. Đáng chú ý, người ký các hợp đồng với Nhật Cường có trường hợp ông Phạm Văn Khương, thời điểm ký là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đã mất do nhảy lầu từ tầng 27 xuống. Trong khi đó, người ký với ông Khương là Bùi Quang Huy đang bị truy nã đỏ. Vụ án này, Nhật Cường đã loại rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực phần mềm, kể cả là FPT để thắng thầu. Theo hồ sơ, để có đủ tư cách loại các ông lớn ra khỏi vòng chiến, Nhật Cường đã ký một hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp trị giá lên đến 40 tỷ đồng với vợ một cán bộ cấp cao tại Hà Nội. Đây là hợp đồng nhằm hợp thức hóa hồ sơ năng lực cho Nhật Cường để loại đối thủ cạnh tranh từ vòng gửi xe. Hiện có nhiều cán bộ của Hà Nội, kể cả là đã nghỉ hưu liên quan đến vụ án, đã bị cấm xuất cảnh. Những ngày tới, tình hình củi lửa sẽ rất căng thẳng và không có vùng cấm. Có những hồ sơ tôi phải đổi bằng cái giá rất đắt, ví dụ như cả cơ quan bị ăn hành, bốc hơi một số trang thông tin điện tử, bị ăn phạt v.v. Tôi đều có ghi chép lại, từ từ rồi sẽ tính. Vụ anh Khương là một điều đáng tiếc, anh ấy ký là trái luật. Nhưng theo phân công, tôi đã phải thu thập thông tin từ rất lâu, làm báo có những vụ việc bạn phải mất vài tháng, có khi vài năm, đừng có nôn nóng.